Đừng cho say thấy nhá, tiếng say thấy là say ăn luôn bây giờ đấy. Đấy, cái gà bóc là trứng độc lạ của hai chị em. Nó từ cổ dài. Chưa chín đâu say. Chưa chín đâu. Tao xin à, mất cho đi đá chưa đâu á. Mất kỳ tổ đi thì xin à. Cháu Quân xin chào tất cả các ông bà, các bạn, anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Ở nội dung video trước thì cháu Quân cũng đã mang cái phần quà của cô Minh ở Bình Dương đi vào trao cho 6 chị em một côi rồi. Ngày hôm nay thì cháu Quân cũng có mua gạo với mua thịt vào nhà các cháu để nấu cơm, nấu thịt kho cho các cháu các bác ạ. Thì xin mời các bác cùng cháu Quân đi vào nhà của 6 chị em một côi. Ngày hôm nay thì mấy chị em ở nhà rồi. Hôm nay thì cháu Quân cũng có mua một bao gạo đấy, mua thịt với cả trứng. Nhưng mà đây phần quà của cô Minh ấy, cô có gửi tiền cho cháu Quân, nhờ cháu Quân mua gạo với cả mua thịt vào nó cho các cháu. Thì ngày hôm nay cháu Quân cũng mua vào rồi. Mấy chị em quay đây là cháu con có bà nào. Rồi. Bây giờ cũng là 5 giờ kém rồi các bác ạ. Giờ thì cháu Quân cũng sẽ nấu cơm tối cho các cháu luôn. Chờ, ngày hôm nay mấy chị em làm gì đấy? Hả? Nghe cho chú nhớ cả cái mic. Nói chuyện các bác nghe rõ. Ngày hôm nay các cháu ở nhà làm gì? Đi lấy rau lợn ạ. Hả? Lấy rau lợn rồi à? Hả? Chợ. Hôm nay các cháu ở nhà lấy rau lợn nói gì? Các bác, ngày hôm nay trời không còn mưa nữa. Hôm nay cháu Quân đi vào xóm thì qua đây thì tranh thủ đi vào nhà các cháu. Chờ nấu cơm đi chợ. Đi đi, hồi chú nấu cơm đi. Đây, chờ đi về đây nào. Đấy nhá. Đây, phần quà này là của cô Minh nhá. Chờ ngồi xuống đây. Đấy, chú mang vào đây rồi. Phần quà này là của cô Minh. Cô mà hôm trước chú có mang quà cho các cháu ấy. Đấy, cô có gửi 1 triệu để cho các cháu thì cô cũng bảo là mua gạo thế cả mua thịt vào để kho cho các cháu ăn đấy. Hôm nay chú cũng mua một bao gạo rồi, một vị trứng 30 quả chú cũng cho vào túi rồi đấy. 1 cân rưỡi thịt, gạo thì 160, thịt thì 190.000, cái gói kho thịt nữa là 10.000, trứng gà 75.000. Phần quà hôm nay chú mua hết là
435.000 nhá. Mắm muối 19 thì hôm trước hôm qua chú hỏi bà thì bà bảo là mắm muối 19 còn đấy. Cái phần đấy còn thì đấy, cháu Quân cũng không mua vào đấy. Chỉ mua những đồ mà các cháu cần thôi. Bây giờ thì trời sẽ hộ chú nấu cơm nhá. Đấy, nấu cơm tối để cho mấy chị em ăn luôn. Đấy, ngày hôm nay thì mấy chị em là đang đi hái rau lợn ấy. Thế thì đang tranh thủ bóc cái vỏ cây lanh. Đấy, vỏ cây lanh thì rất là nhiều ấy. Mấy chị em là bóc mấy hôm rồi. Đấy, cái thân cây là đấy, để làm củi đốt luôn. Chờ nấu cơm đi. Đấy, đi rửa nồi, rửa thịt. Đấy, thịt hôm nay chú mua nhiều hơn mọi hôm một chút, 1,5 cân. Thì bây giờ cũng lên giá rồi, người ta bán là 1 cân 120.000 rồi. Chú mua 1,5 cân là ta lấy 190.000. Đấy, hôm nay sẽ nấu thịt kho trứng nhá. Đấy, như mấy chị em mong đợi luôn. Đấy, chờ đi rửa thịt. Đấy, cái tét nước của nhà các cháu ấy, đấy, hôm trước là mưa ấy, thì cũng đầy nước rồi, có nước rồi. Cháu đi lấy một cái nồi về đi, để rửa cái nồi đấy xong cho thịt vào cái nồi đấy luôn. Ta nồi lên xong rồi lấy cho lâu nè. Kho một cái nồi này à? Đấy, cháu rửa đi. Ta nồi lên. Cháu Quân cũng nhờ cái cô bán thịt ấy là thái hộ các cháu luôn. Cho vào nồi luôn, bốc vào nồi luôn. Chờ đi đấy. Thì chú sẽ hướng dẫn chở kho thịt luôn nhá. Đi về đây. Cái gói này này, cái gói chú mua vào đây này. Này là gói thịt kho. Chú xem nhá. Đấy. Ngày hôm nay thì sẽ nấu như kiểu này luôn. Đấy, cháu mời ra xong bỏ cái gói kho thịt vào đây. Vào trong thịt. Ở trong này có một chút nước này này, chờ bỏ nước ra, chờ với bà. Bà là đi rửa nồi để nấu cơm. Bà nấu cơm nhá. Xong bà đi luộc trứng cho chú nữa nhá. Luộc cho chú 15 quả trứng. À 12 quả thôi. 12 quả nữa nhá. Trứng ở đây này, chú vừa mua vào đây này. Đấy. Chờ cho cái gói kho đấy vào.
Đấy, cho lấy mắm muối vị chính vào đây. Bột canh nữa. Đấy, chờ bỏ thêm một chút bột canh vào. Được rồi. Một chút thôi. Được rồi. Xong trở lấy cái đũa về để đảo đều lên cho nó ngấm gia vị. Được rồi, trở lại cái vung nồi đầy vào đi. Ướp một lúc đã. Đấy, trở đi rửa một cái nồi để luộc mấy quả trứng để tí nữa mình kho với thịt. Xây, xây đi về đây nào. Xây đi về đây. Xây chào các ông các bà đi. Cháu xin chào mọi người. Hôm nay Say làm gì đây? Hả? Hôm nay Say làm gì? Say đi chơi đó à? Hôm nay Say có khóc không? À, em bé đâu? Em bé đâu rồi? À, em bé đi chơi rồi. Mai bé đi chơi rồi à? Cháu luộc 12 quả. Đấy, em bé là rùa đang bế đi chơi. Mấy quả rồi? 12 quả rồi. Cái gì đây? Không nghỉ nha, với nha. Chưa chín đâu. Đi luộc luộc ấy, như một hâu này. Chín chưa rồi. Chín chưa rồi, chín chưa rồi. Chờ mang đi rửa đi xong rồi luộc đi. Lấy một cái nồi ấy, chờ luộc bằng cái nồi ấy. Con à, cái hộp bé ở trong vườn. Đấy, chở lồng bằng cái nồi này này chở. Bà đang nấu cơm. Một bữa bà nấu bao nhiêu bơ gạo? Ba bơ rồi à? Ba bơ có đủ không? À, ba bơ đủ cái gì? Xây đang đòi cái gì đây này? Xây muốn cái gì? Xây muốn cái gì? Nói với chú em nào. Về chú lấy cho. Xây muốn ăn cái gì? Hả? Muốn lấy cái gì nào? Đòi cái gì nào? Đòi cái gì chị bà nào? Hả? Kẹo á? Kẹo ở đâu? Hả? Chú ở đâu chỉ chú em nào, đâu ở đâu chỉ đi chỉ cho chú xem nào. À, cái kẹo hôm trước mà cháu Quân mang vào ấy, cái kẹo của cô Minh, phần quà của Minh là đấy, được cháu bà cất lên đây này. Đây để chú lấy cho. Phần quà này của ai Say còn nhớ không? Của ai?
Có phải của cô Minh không? Đây, xin chú. Hai tay vào. Đúng rồi. Chờ đồ bớt nước đi. Nhiều nước quá. Đun tốn củi. Cho nó ngập cái quả trứng thôi. Đồ đồ. Đấy, mang đi luộc đi. Dùa đang ở chỗ em. Bé cẩn thận nhá, dùa nhá. Tờ cho một phát. Bà xem trứng chín chưa bà? Chín chưa? Luộc được bao nhiêu lâu rồi? Lửa như này chưa chín, nó luộc thêm một lát nữa. Cháu luộc thêm một lát nữa. Cái củi là không cháy mấy, nấu được một cơm thì cũng không phải dễ dàng gì. Thôi bây giờ tối rồi thì các cháu dọn cái cây lanh này đi để mai làm tiếp nhá, không thì tối nấu cơm ăn xong rồi làm tiếp. Bây giờ thì dọn đi để nấu cơm tối ăn đã. Thế cháu chở đi lấy một chậu nước về để thả quả trứng vào cho nó nguội để cháu bóc cái vỏ trứng ra. Cho nó muốn nóng thì bát đây cho nó. Đấy, chờ thả vào nước lạnh
cho nó nguội đi, thì mẹ cháu bóc cái vỏ ra nhá. Và mở cái vung nồi ra để đào cái thịt đi. Để xào cho nó săn lại đó. Đấy, hôm nay là hai chị em để thực hiện nấu cái món thịt kho nhá. Này, cháu chờ hồ chú bóc cái vỏ trứng ra đi. Hai chị em đi. Hai chị em hồ nhau. Đấy, cháu bóc cái vỏ bỏ vào cái túi. Chờ là đi rửa tay nhá, chờ nhá. Bóc cẩn thận vào. Đừng cho say thấy nhá, tiếng say thấy là say ăn luôn bây giờ đấy. Đấy, cái cà bóc là trứng độc lạ của hai chị em. Xem cháu cà bóc vào trứng. Chín chua cá tông. Chín chua, chín chua mà. Chín chua, chín chua. Ừ. Cả chiếc cá phải chó đi nhỉ. Mà chiếc bó tóc ra. Nó tẩy củ xài. Chưa chín đâu xây. Chưa chín đâu. Chị tao xí à, mất cho anh. Đã chưa đâu á. Mất kí tổ đi thì xí à mà. Cho anh đi, cho anh đi. Cho nên là xây là tháo một quả. Ừ. Xây ăn cái đấy đi, xây ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tao xin ăn đâu chứ, tao của nó mà. Ông ta chán nó xưa. Xây lại không ăn. Chúng ta bắt được. Chúng ta bắt được.
Đây có cái gì đây, xem chú xem nào. Có con gì? Con gì trong này, con bò xít à? Xây bắt à? Xây mang đi bán đi. Bao nhiêu con? Ba con. Ba con đây à? Đấy, xây bắt được ba con bò xít rồi. Xây mang đi bán đi. Xong chưa bà? Xong rồi à? Bây giờ xem hai chị em bóc trứng như nào nào. Rửa đi, có cái, còn dính cái vỏ kìa. Có quả thì chú thấy còn dính cái vỏ kìa. Đấy cái quả bên quả kia kìa. Quả này còn dính cái vỏ đây này. Bỏ cái vỏ ra nhá. Kia nhá, quả kia nhá. Cái vỏ này này. Bỏ đi. Không được cho nó dính. Rửa đi chưa? Chó bà là đang nhặt cái vỏ nấy bóc bị rơi. Đấy, bỏ vào túi để mang đi vứt. Đấy, trở lại cái muôi đi, cái muôi mà lấy để đào thịt đấy. Cái muôi. Đấy. Bỏ cái trứng vào, rồi bỏ cái trứng vào. Lấy cái muôi đấy gắp cái trứng vào. Không cần cắt đâu, cho thả cả quả vào. Dùng cái muôi ấy chở. Cái này còn dính cái vỏ lên này. Đưa chú này, lấy cái muôi cho chú này. Nó uế lắm nhỉ. Như này này. Đấy, tay chở có sạch không? Mấy chị em là đứng đây nhìn nhau cười. Cầm cái muôi cho chú. Đấy, cho trứng vào rồi nhá. Chờ lấy cái nước hàng mà chú vừa làm cái kìa. Đấy, đổ vào, đổ từ thôi. Đưa. Đấy, để đấy đi. À, thôi cho vào hết đi chợ. Rồi, chờ đầy vung vào, sau đó là nhóm bếp lên cho lửa to lên để đun một lúc, sau đó là để bếp nhỏ lửa. Mai có thích ăn thịt không? Thích. Thích à? Đấy, tối nay ăn thịt nhá. Ăn thịt với trứng nhá. Dạ. Buộc tóc vào. Đấy, cũng có cô bác bảo là mấy chị em là buộc tóc gọn gàng vào. Buộc tóc gọn như chị Pa ấy kìa. Trước là cô Thái Thảo này, đấy. Bà Ti này, bà Yến cũng gửi nhiều nịt tóc lắm. Đi lấy nịt tóc về buộc vào. Ta để đâu? Cái dây buộc tóc của đấy mấy cái liền lên này, buộc vào gọn gàng vào. Cái mái có dài không, có cần chú cắt đi không? Đấy, buộc tóc vào. Đấy, con gái là phải gọn gàng vào nhá, không là cắt đi ngắn như say đấy. Không mấy nữa nó lại có cháy đấy. Mấy hôm nay dạo này còn có cháy không? Có hay là không? Có thế, gọi cái thuốc cháy kia mấy lần rồi? Ba lần rồi à? Mà vẫn có à? Dạ. Thật không? Để chú hỏi bà mới biết. Bà,
Mấy chị em giờ này có gọi cái thuốc cháy kia không đấy? À, rồi. Gọi đỡ hơn không? Đỡ. À, thế mai là nhiều cháy nhất là chưa đi hết à? À, đỡ. Mai là nhiều cháy nhất. Tại vì mỗi lần vào là thấy mai là đầu tóc là bù xù lắm. Ngày mai nhá, mai là đi gọi cái thuốc cháy kia một lần nữa nhá. Cái thuốc cháy của bà Ti là gửi lên là còn phải không? Ờ. Đấy, nếu mà còn cháy thì mai đi ngồi một lần nữa nhá. Ừ. Trước là chú đi hướng dẫn mai phải không nhỉ? Phải không? Đấy, cứ làm như là lần trước chú hướng dẫn cho mai nhá. Ủ đến 15 đến 20 phút à, ủ lâu một tí nữa. Xong rồi gội sạch vào nhá. Ừ. Cho bà đi gội cho không được. Đấy, bây giờ ở ngoài này có nước rồi ấy, ngày mai là gội luôn nhá. Bây giờ tối thì không gội nữa, ở nhà các cháu là không có máy sấy tóc ấy. Bây giờ gội thì tóc ướt thì tối đi ngủ thì cũng sợ bị ốm. Mai gội nhá. Ừ. Còn ở nhà hay là như nào thì lúc tóc khô thì buộc tóc vào, gọn gàng vào. Lúc ăn cơm nữa, buộc tóc vào. Đấy, cháu cứ đun nhỏ lửa này, đun từ từ thôi nhá, bà nhá. Đấy, kho thịt hay là kho cái gì là phải kho nhỏ lửa thôi, kho từ từ thôi. Nó mới nhừ được. Đúng rồi, em ơi, mình dạy khó dạy chứ. À, chú bảo bà này, bà nhà cháu có móc phải không? Đấy, bà lấy cái quần áo mà khô rồi ấy, bà cho vào một trong cái túi sạch ấy. Yeah. Đấy, xong gấp gọn vào cho vào đấy. Yeah. Xong rồi lấy cái móc đi phơi cái quần áo ướt này này. Yeah. Phơi lên đây thì mặc nó ngứa ấy. Yeah. Cái đá này không sạch ấy. Yeah. Các cháu mang đi phơi vào móc ấy, treo vào móc không ngồi phơi vào cái xà trên này này. Các cháu là có cái xà không chắc chắn lắm. Phơi quần áo thì chắc cũng phơi được lâu đâu. Không phơi được nhiều ấy. Xây có cái gì đây? Đây là đang đi hái quả đào. Đấy, bà cất quần áo đi xong rồi lại ra trông nồi thịt hồi chú nhá. Dạ. Hôm nay chú nhờ Mỹ, nhờ chở, bây giờ chở đi đâu rồi? À, chở đi các bạn. Về là vẫn một đống này. Như này là tí nữa là các em không biết là tưởng là quần áo này là quần áo mặc rồi. Đây này, đây có cái túi mà hôm trước chú mang quà của được quà của cô Minh vào cho ấy. Yeah. Đấy, mấy cái túi như này này, cháu mang đi rửa đi, phơi khô đi cho nó sạch đi. Yeah. Để được đựng đồ. Yeah. Đấy, đựng quần áo này. Đấy, đựng mấy cái đồ khô ấy. Cất. Yeah. Đi cho dễ nhá. Yeah. Để mưa mà lỡ mưa to quá để nhà bị dột thì nó không bị ướt đến quần áo. Còn mấy cái quần áo này, này này, quần áo này là khô rồi phải không? À. Đấy, quần áo khô này rồi, treo ở đây thì nó cũng bị bụi ấy, nó cũng bị bẩn tiếp. Chưa mặc đến thì mình cất vào mấy cái túi như đấy, mấy cái túi phân đạm lên này, rồi sạch đi phơi khô đi. À. Cái túi bao tải ấy. À. Đấy, xong rồi để quần áo vào trong đấy, gấp gọn vào, khi nào cô bạn nào thì bạn ấy một túi. À. Đấy, quần áo mùa đông thì một túi, quần áo mùa hè thì một túi. À. Đấy, của bà thì một túi, của trời một túi thì... Đấy, riêng ra thì lấy cho dễ. Yeah. Đấy, bạn của bạn nào thì cất chỗ đấy thì lần sau các em lấy cho nó dễ. Yeah. Ừ. Cái nồi thịt này là kho lâu đấy bà. Chợ đang lấy cái đậu này về để tách lấy cái hạt. Bây giờ vẫn còn cái đầu này à, chờ quả đố ấy. Đấy, già rồi, cái hạt đen hết rồi.
Bỏ đi ngủ rồi à, bà à, chờ. À. Các bác à, cụ nhà các cháu à, thì lấy về để đây. Các cháu bà là đang à, thu cái cây lanh lại. Đấy, rất là siêu luôn, từ một cái cây lanh này mà các cháu làm kéo sợi về để làm được những cái váy làm vải các bác. Phơi như này là được cho bạc hay là ngày mai phơi nữa? À, ngày mai phơi đi nữa. Khô nữa à? À, phơi cho nó khô một tí nữa. Ông hát chỉ là chai. Hả? Ít nấu nên nhìn nó chỉ đưa chỉ son. Hãy xây là đang đi hái cái quả đào ấy về. Chế cái gì đấy xây? Đang dùng cái liềm để vọt cái vỏ. Cháu bà làm gì ấy, cháu bà? Thế cái bao tìm bao tải để làm gì à? Cái bao này có xe không? Cái đường cái chân này à? À, bây giờ đang là mùa hè ấy, thì cũng không dùng đến cái chân này, thì cháu bà đang tìm một cái bao tải để gấp gọn cái chân này, gấp cái chân này đi. Lấy tải bà. Đang nhờ chở à? Phải. Chở đi vào đây hồ bà này chở. Cái chăn này trước à, chú cùng với chú Gia mua hộ các cháu mang vào phải không? Phải. À, thế đắp có ấm không? À, à, cái này giặt chưa? Giặt rồi. Giặt hay là lấy đi phơi thôi? Nên sao? Hả? Giặt rồi. Giặt rồi à? Ừ. Chú xem khô chưa? Chưa khô đâu bà. Ừ, chưa khô. Đấy, bà cất đi. Bà gấp xong cất đi, mai đi phơi lại nhá. Yeah. Vì mấy hôm nay mưa ấy, nắng cũng không có nắng ấy. Thì nó cũng chưa khô mấy, gấp vào như này thì mấy nữa ủ nó hỏng hết. Mấy nữa đến mùa đông mang ra là thối lắm. Cháu à, gấp vào trước. Mai trời nắng thì lại mang ra phơi nhá. Ở trong nhà thì cũng các cháu thì cũng có khá là nhiều đồ.
các cháu cũng là đang là trẻ nhỏ thôi ấy, thì cũng chưa cất gọn được mấy cái đồ này chưa. Đấy, cũng rất mong là mấy nữa thì xây được cho các cháu căn nhà để có căn nhà rộng hơn để các cháu cất được nhiều đồ, cất gọn đồ hơn. Chưa cần mang vào bao đâu bà, nó chưa khô ấy. Nó chưa khô. để gọn vào đâu đi, để gọn cất gọn vào đâu trước đi, mai này mang ra phơi tiếp, chưa khô đâu, còn ướt lắm. Cái quầy tấu này có sạch không? À sạch. Sạch rồi à? Ừ. Sạch thì cứ để trong này đi. Để vào một góc, còn là một góc mai lại mang ra phơi nhá. Yeah. Nó chưa khô đâu, chú vừa sờ rồi. Cháu là đang định gấp cái chăn bỏ vào bao tải để cất đi. Nhưng mà cái chăn chưa khô các bác ạ, nên là hôm qua là mấy chị em rủ nhau đi giặt chăn hay sao. Mang đi giặt hay là nó nước mưa nó bị ướt đấy bà? À mang đi giặt. Mang đi giặt gì? À chắc là cũng mưa một phần đáng đắp thì bị ướt thì mang đi giặt luôn. À, mấy hôm nay mưa to này thì hôm nay bà có đi xem nương ngô không? À, có. Hả? Có. Có à? Thế ngô có bị hỏng không? À, có. Có à? Nó bị đổ hay như nào? À, bị đổ. Nó bị đổ á? Ừ. Đổ nhiều không? Đổ ít thôi. Ít thôi à? Không sao đâu cái gì? À, tưởng là bị nhiều. Ê, may quá, bởi vì mấy hôm nay mưa gió to ấy, bây giờ cái ngô thì cũng sắp ra hoa rồi. Quần áo này là quần áo sạch hay quần áo mặc rồi đấy bà? À, quần áo mặc rồi. Mặc rồi à? Một mặc rồi thì bà lấy một cái bao tải đi, một cái túi ấy, yeah, để đựng vào, yeah, đấy, để hôm nào mà trời nắng thì mấy chị em rảnh thì mang đi giặt đấy, yeah. Mặc rồi thì mang ra phơi đây này, có cái nó ướt rồi ấy đấy, nó bị nó bị mùi ấy, yeah, mùi ra nhà ấy, yeah. Chờ xem là chín chưa chờ. Nước khô hết này chắc cũng chín rồi. Đấy, hôm nay thì nước hàng thì ba đường hơi ít ấy, nên là nó không vàng đấy. Khô này thì chắc cũng chín rồi. Cũng được rồi, chờ bắt cái nồi xuống đi chín đấy. Có cần nấu lại rau không? Cái rau bí cái kìa, có cần đun lại không? Chắc không ạ, ăn luôn à? Đi làm rồi. Đấy, các cháu ăn cơm đi, gọi các em về không ăn cơm đi, bảo chị bà lấy cơm cho em ăn đi. Hả chị? Để xuống dưới này một chút. Ăn thịt không? ตินดอกผ้านี่ตัวจีตุนจูผ้าลอนเลยนะตาดีแต่ตันจูชอบจีตุนจูจีตุนเนาะชินจูนเฮ้ยเจอไรไอ้บ้านไอ้เวเดียเฮ้ยมุกทิดจ้ะอ
để cái bát vào gần tí. Đấy, đấy, để gần vào, nó mới không bị rơi ra ngoài. Đấy, bữa cơm là nấu xong rồi. Thịt thì hôm nay kho thì cũng 9 giờ các bác ạ. Nào nào, xay nào, xay nào. Lấy ghế đi xay, lấy ghế lên đây ngồi đi. Đi rửa tay đã, xay đi rửa tay đã. Chú chưa thấy xay rửa tay đâu. Mấy chị em này nữa, đi rửa tay đi. Đua với Mai nữa. Phó đâu rồi bà? À, Phó đi ngủ. Phó đi ngủ rồi các bác ạ. Thế tối dậy thì lấy cơm cho em ăn nhá. Rửa sạch vào nhá, xay nhá. Rửa sạch chưa? Sạch rồi à? Mà ăn cơm đi. Lấy ghế đi, lấy ghế mấy chị em ăn cơm đi. Ngồi xuống, say, say ngồi xuống. Say ngồi xuống đi. Chị mất đi mẹ. Say ngồi bên nào nào? À, thấy cái bát thì là ngồi bên đấy rồi. Từ từ nhá, say chưa mời các bác nhá. Đợi chị Pà nữa. Xong chưa Pà? À, xong. À, xong Pà lấy ghế xong rồi mấy chị em ngồi ăn cơm đi. Bây giờ thì cũng là 6 rưỡi rồi các bác ạ. Gần 7 giờ kém rồi. Pà lấy ghế đi, để cùng các em ăn cơm đi. Này các cháu quay sang bên này đi. Mời các bác, các cô, các chú ăn cơm đi. Rồi, xin mời mấy chị em ăn cơm đi. Đấy, xay là lấy được chỉ Pà cho kẹo cho ăn xong, ăn một ít là đấy, chạy đi chơi rồi. Mấy chị em hôm nay được ăn thịt kho trứng có thích không? Đấy, ăn no vào nhá. Đấy, ăn xong rồi rửa chân tay xong rồi tối rồi đi ngủ. Đây chờ các cháu là ăn cái trứng này, gấp gấp cả cái quả trứng lên luôn. Đấy, đừng đừng gấp một tí một gấp tí một thì nó bị vỡ vụn ra ấy. Đấy, gấp hẳn một quả lên. Thì kho trứng hôm nay là chưa được đẹp cho lắm.
Ăn ngon không chớ? Ừ, có ngon gì. Thế lần sau chợ có muốn ăn như này nữa không? À, đấy, chợ trước chợ ông bảo là mấy chị em là thích ăn thịt kho như này lắm. Có ngon không Du? Ngon à? Ừ, ăn nhiều vào nhá. Du là dạo này bị còi đi hay sao ấy Du ạ? Ba ăn xong rồi ba? À, cháu ba ăn xong rồi. Các cháu là cầm hẳn cái bát con lên ăn. Đấy, không cần dùng tay để bốc thức ăn đâu. Nhưng mấy cháu này vẫn là chưa quen. Đấy, thế, đúng rồi, trời làm đúng rồi ấy. Các bác ạ, mấy chị em là ăn cơm xong rồi. Chớ. Thịt kho trứng hôm nay có ngon không? Ngon à? Đấy. Các cháu gửi lời cảm ơn đến cô Minh đi. Cô Minh gửi tiền cho các cháu để chú mua thịt vào kho cho các cháu. Thì các cháu gửi lời cảm ơn đến cô Minh. Cháu xin gửi lời cảm ơn đến cô Minh. Say nghiêm túc vào nào say. Tí nữa say đi tắm nhá, xong rồi đi ngủ nhá. Vừa rồi thì các cháu đã gửi lời cảm ơn đến cô Minh rồi. Ở đây thì cháu Quân cũng xin thay mặt sáu cháu gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô bác, anh chị đã luôn luôn quan tâm, yêu thương đến 6 chị em mồ côi cũng như là những hoàn cảnh khó khăn ở trên kênh Cao Nguyên Đá. Và thịt hôm nay thì chú mua hết là 435.000 rồi, trong đó thì có gạo với trứng nữa. Thì còn 65.000 thì chú trao lại cho bà. Bà cầm 65.000 đấy nhá, còn 500.000 kia là cho chú giữ hộ để chú mua gạo vào cái gì? Đấy, cháu cũng bảo là còn 500.000 thì cháu bà cũng bảo là các cháu còn nhỏ quá ấy. Thì cháu Quân sẽ đưa về cho anh Long giữ hộ. Thì mấy hôm nữa thì các cháu hết gạo thì để cháu Quân sẽ mua nhu yếu phẩm vào cho các cháu. Vì các cháu còn nhỏ quá thì từ đây đi lên đến quán tạp hóa cũng rất là xa rồi. Vác một bao gạo trên kia xuống đây thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Với cả mua trên này cũng hơi đắt đấy. Say, đã xong đâu? Say là mải chơi quá các bác ạ. Bà bảo em nhá, ở Say không được nghịch quá nhá. Ở nhà phải nghe lời bà nhá. Đấy, Say phải nghe lời bà nhá. Không được chơi, không được đi chơi nhiều nhá. Bà nói không nghe là bà bán đi đấy. Đấy, chị bà làm dạo này là mệt lắm rồi. Đấy, đến Say là đến em Út kia nữa, nghịch quá. Bà chịu không nổi là bà bán Say đi đấy. Đấy các bác ạ, bây giờ thì cháu Quân cũng xin phép kết thúc video này tại đây thôi.
Cảm ơn các bác đã theo dõi nội dung video ngày hôm nay. Cho con đi vào nấu thịt kho cho 6 chị em mồ côi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung video lần sau ạ. Và mấy chị em nào. Say.